dòng siêu thịt. Con này là chính xác là được 3 tháng rưỡi rồi. 3 tháng rưỡi. Lấy thụ tinh 3B nhỉ. Dòng siêu thịt. Dòng này cái nuôi lại hay ăn nha. Ăn tốt. Quay. Ui, giống 3 tháng rưỡi tinh 3B. Đây là bao tiền? Nói chuẩn. Chuẩn 37 triệu. Đấy rồi. 37 triệu cơ. 37 triệu. Hồi căng đấy. Thôi thì nói nó vừa vừa giá để làm việc ấy. Nói là 27 thì không có. Nhưng mà ví dụ nói nó vừa vừa tiền. Vừa thì 35 triệu lại bán được vừa. Nên là phải 35 mới bán nhỉ? Không, 35 nó bán ngay, bán xuống đầu tháng. Không bán. Con này là tự anh lấy giống nhỉ? Ừ. Ui đầu đê là bán một thạch, đầu đê là bán gì ấy. Đấy, 3B mới tiêm phòng hết chở. Không tiêm bò là mới bán giống lên đây, không tiêm phòng. Còn nữa là hỏng không làm tiêm. Ừ. Coi là chữa chắc chắn rồi là không. Chữa chắc rồi. À không thì nói chung là mình nuôi mình biết mà. Đừng bảo vì mình mua ở người ta về nó bảo giống má thì mình còn nghi cơ. Hay mình tay, mình nuôi trực tiếp thì mình biết ngay có gì đâu. Xem nào. Bốn vú đẹp, nhưng mà chân đại. Bốn vú dành. Dành. Sờ thoải mái mà. Đốn dài. Loại này nuôi nói chung là thích cái là nó ăn trốn. Ăn khiếp lắm. Bao nhiêu cũng hết. Đúng, hốt nữa rồi. Nói chung mình chăn vừa thôi, đừng có chăn cám nhiều nữa. Có chăn cám đâu. Bây giờ nó đang ấy rồi. Chăn tàu này mình bán được rồi, mà không bán được mẹ nó đẻ, nó béo quá nó đẻ thì... Chết đấy, không chăn được nhiều đâu, về chỉ chăn cỏ thôi. Cứ cỏ này cho bực. Cỏ chăn vừa đây, cái loại này nó ăn tốt, nó béo lắm. Thế là thấp nhất là bao tiền? 37 mới cưới à? 37 mới cưới à? Giờ đi hơi thách đâu mà. 37 mới lên đường, ghê. Tưởng lộ 35 thì để lộ. Dở. 35 bán ngay đồng nặng. Con này thì thích mức ấy là lùi hay ăn. Ăn tại. Con này dòng của nó sữa cũng tốt mà. Sữa giết các thứ là được. Vừa rồi em bắt mấy nhà mấy con bò ăn gớt ấy. Thích lắm. Thì bò này bò lấy của tính thì mua về 5 ngày thì giống thì chứ. Mua mấy cái dòng bò ăn gớt ấy, lùi sướng lắm. Bò tính đi. Mua 25 thì về 29, 30 rồi giống bán bằng. Nói chung con này là được rồi, ok rồi, nhưng mỗi cái giá thôi chứ còn... Thế... Chỉ chơi tiền thì bảo rồi chỉ chơi tiền. Giống thì được. Mỗi cái tiền thì đòi hơi cao. Được rồi, có gì thì điện sau. Rồi, ok.